Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ qua được cái bài đấy rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến phần ứng dụng của vùng chọn. Các bạn ghi đi, ứng dụng của vùng chọn hình tròn như sau. À, trước khi vào cái điều đấy thì chúng ta sẽ cùng tạo ra một cái khổ giấy như bình thường. À, chúng ta sẽ đi phần lý thuyết trước, sau đó thì chúng ta sẽ đi phần thực hành sau. Nào, nhìn nhá. À. Chuyển máy à? Chuyển sâu màn hình thì thầy phải dùng cái máy này. Đợi đi, đợi đi. Ok, thì các bạn nhìn này. Với cái công cụ vùng chọn thì hình tròn của chúng ta, hiểu không ạ? Thì như là các bạn đã biết là cộng vùng và trừ vùng tất cả mọi thứ rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến một cái ứng dụng của nó. Ứng dụng của nó sẽ như sau. À, ứng dụng đầu tiên của cái công cụ vùng chọn của chúng ta sẽ là phần đó là xóa hình và xóa bản quyền. Các bạn ghi đi, cách xóa bản quyền trên một tấm ảnh và cách xóa mụn, xóa bản quyền, xóa những vật thể không cần thiết trên một tấm ảnh để nhằm mục đích gì? Để nhằm mục đích là chúng ta thiết kế lập một cái sản phẩm mới. Nhưng cái này chỉ nằm trong điều kiện đó là chúng ta làm cùng một trên một hãng nào đó. Còn đối với mặt của chúng ta thì tha hồ, bạn thích làm gì nào nhá. Lúc này thầy sẽ đến phần thư viện ảnh và chọn cái thương hiệu đó là đồng hồ chẳng hạn như này. Chúng ta sẽ chọn vào E, chúng ta chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào D. Trong phần này thì thầy sẽ kéo xuống, ở đây nó có một giá trị. Đây ạ. Lý do tại sao lại có cái bài hôm nay, bởi vì là khi mà các bạn muốn thiết kế một cái banner một cách nhanh nhất hoặc là một cái poster một cách nhanh nhất chẳng hạn như này, thì bạn hãy dùng cho tôi một cái thao tác, đó là tại vì là căn bản là chúng ta không có tiền thuê những cái người mẫu cực kỳ xuất sắc như thế này được. Đồng ý không ạ? Và chúng ta cũng có thể là một cái đại lý ở Việt Nam, còn cái đồng chí này là ở bên Tây. Chúng ta cũng không thể lấy được, nhưng bởi vì là khi người ta thiết kế xong thì có các ngôn từ của người ta mà mình không có dập được. Mình muốn thay một cái từ khác để cho nó gần gũi với người Việt Nam của chúng ta thì lại cực kỳ vất vả. Các bạn đồng ý thế này không ạ? Nên nó sinh ra cái trò đó là tôi sẽ xóa bản quyền người ta đi. Xóa một số thứ. Vậy thì việc đầu tiên, các bạn nhìn thấy cái chữ này chưa? Chúng ta sẽ dùng cái công cụ M. Chúng ta quét qua cái chữ đó một cách rất là dễ dàng. Các bạn nhìn này không ạ? Thì cái công cụ này các bạn chỉ cần là hô biến Shift F5. Shift F5 là chúng ta sẽ xuất hiện ra một cái bảng. Và cái bảng này là gọi là bảng fill. Nhìn không ạ? À, cái fill này nó có thể đổi cho bạn một cái màu. Các bạn có thể làm một cái thao tác là xóa một cái nếp nhăn, một cái gì đó tùy trên chân dung của chúng ta nếu chúng ta thích. Cái này giai đoạn đầu thì cũng khá là thích đối với các chị em. Bởi vì ví dụ như chúng ta mà hôm nào mà tối ăn mì tôm nóng quá, thế là mặt cũng mọc rất nhiều mụn, thì ok chúng ta tự xóa. Và một ngày đẹp trời nào đó đến khoảng 3-4 năm sau chúng ta đi cưới chồng, hôm đấy cũng ăn mì tôm tiếp và mặt vẫn thế, làm nào để nhẵn nhụi được, đúng không ạ? Thì bạn nhìn này, vậy Shift F5 nó nằm ở đâu? Thì chúng ta chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Fill. Nhìn này không ạ? À, sau khi tôi chọn xong cái này xong thì chúng ta ngồi và chúng ta sẽ chọn này. Ở đây có rất nhiều thuộc tính. Thì các bạn nhìn cái chữ content này chỗ này chưa ạ? Sổ xuống. Thì đây, chính là thuộc tính mà chúng ta đang chọn. Ok, ghi chậm lại cái này một tí để cho mọi người ghi nhá. Nó có tính năng nha, nó có tính năng đó là xóa vật thể và đắp hình. Cái này chỉ có tác dụng trên nền tạp nham và là một cái nền không xác định rõ được cái hình ở dưới là cái gì, chứ tuyệt đối không được dùng trên một cái nền khác biệt. Ví dụ em có thể em chụp vào giữa một thành phố rất đông người, em khoanh qua phát em ấn Shift F5 tự nhiên em biến mất, mà tự nhiên này chỗ đấy là người vẫn nguyên vẹn thì thực sự là cực kỳ khủng khiếp đấy, đúng không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Tự nhiên chúng ta chụp mà tự nhiên có con chó chạy ngang con đường, chúng ta muốn xóa con chó, ok khoanh con chó, ấn nút Shift F5 thì con chó biến mất,
thiện người vẫn ngon, thịt kinh. Nhưng con chó này nằm đúng cái vùng, ví dụ đường xá thì ok, vẫn đi được. Nhưng nằm ở giữa một rất nhiều người đằng sau, một tòa nhà đằng sau thì câu chuyện đã khác nhau. Nên cũng muốn chia sẻ cho các bạn biết là đây không phải là tất cả của Photoshop. Photoshop nó sinh ra để rất nhiều công cụ cho các bạn. Vậy thì chúng ta hãy chọn nữa, tùy theo tính chất và tùy theo tính chất của cái hình ảnh đó mà chúng ta sẽ dùng cái lệnh làm sao cho nó phù hợp. Hiểu cái này chưa? Ấn nhá. Enter. Biến mất. À, tới cái này tự nhiên nó sẽ biến mất thôi. Nhìn các bạn, Ctrl D. Và các bạn sẽ thấy rằng là khi chúng ta phóng to lên là không có tí vết. Hiểu cái này chưa? Ok. Đừng có về xóa mặt chúng ta đi là được. Shift F5. Ấn vào đây. Biến mất lần thứ hai. Nhìn các bạn. Cán đây, bây giờ đến lượt xóa logo. Đoạn này khoai hơn tí. Shift F5. Tất nhiên logo biến mất. Tiếp theo, chúng ta chọn vào đây, Shift F5. Enter. Yên tâm, chữ đã chúng ta biến mất rồi. Ok, nhìn có vấn đề gì không nhỉ? Và tất nhiên đặt cái thương hiệu của chúng ta vào đây, bởi vì cửa hàng của chúng tên là Duy Minh. Đặt cho một cái chữ Duy Minh vào đấy, sau đó đồng hồ chính hãng của hãng nào, sau dưới combo khoảng 99k dành cho khoảng 500 khách hàng đầu tiên. Các bạn có thể dùng phương pháp đó là trả góp qua ngân hàng. Một tháng bạn chỉ phải trả khoảng 1 triệu thôi. Yên tâm, bạn đã sở hữu một cái chiếc đồng hồ cực kỳ oách trong tương lai của các bạn. Đồng hồ này do một đồng chí cực kỳ nổi tiếng. Đấy, đồ ấy em. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. Xóa thôi. Tính năng thứ hai như là thầy chia sẻ cho các bạn đó là tính năng về xóa mụn, Ctrl O. Chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng là thư ổ e. Chúng ta chọn vào phần Photoshop. Chúng ta sẽ chọn vào phần là C. Bạn nhìn này, ở đây có rất nhiều các cô gái mà chúng ta cần phải xử lý. Ví dụ tôi sẽ chọn một cô gái như thế này, không biết mặt có đẹp không. Nhưng cứ bật lên đã. Ồ, cô này không phải xử lý lắm. Mặt đẹp. Xem cô này có được không? Không, cô này không cần phải xử lý. Cô này là thầy sẽ dạy cho các bạn về xử lý về lám. Đấy. Rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đồng chí này cũng do ăn mì tôm nhiều quá nên nó bị mụn giống như này nha. Đừng về học theo phong cách nhìn này. Để muốn xóa được toàn bộ cái mụn này cực kỳ đơn giản, chúng ta chỉ cần dùng công cụ Lasso. Công cụ Lasso là một trong những công cụ tạo ra vùng chọn tự do bằng cách di chuột. Các nhìn em ạ. Rồi. Thì cái này rất đơn giản là tôi sẽ khoanh qua cái này. Được chưa? Ở Shift F5. Enter. Thế là chúng ta đã xóa được cái mụn. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta chọn vào Lasso, chúng ta khoanh qua hai cái tham hơn tí. Không phải khoanh qua lại, Shift F5. Shift F5. Chúng ta sẽ chọn vào CVM 5. Rồi, bạn nhìn đâu ạ? Chứ cái này trên mạng là có nhá. Các bạn cứ cần chọn chân dung đây, mụn ruồi đúng không ạ? Xóa luôn. Rồi chưa? Vậy thì các bạn đã thấy là tôi đã xóa được cái biểu tượng của chúng ta một cách rất là dễ dàng trong phần mụn đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ có một cái bài như này. Chúng ta sẽ có một cái thiết bị này và chúng ta kéo tiếp theo. Cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ chọn đến thiết bị này và chúng ta chọn đến thiên nhiên. Trong phần thiên nhiên thì chúng ta sẽ có bài tập đầu tiên là bài tập về con báo. Để đố bạn biết con báo được ở đâu? Con này con sư tử. Sư tử được ở đâu? Sao bạn biết là con cái? Nhìn vào mỗi cái bờ mới biết. Còn nhìn chỗ nào nữa không? Có nhưng mà nó không cho nhìn. Người ta đang hỏi là con sư tử đực ở đâu cơ mà. Đây, con này có đực nhá. Nào các bạn nhìn này. Nếu chụp một tấm ảnh như này thì cảm giác chúng ta sẽ không có sự gọi là
tình cảm lắm, bởi vì là hai con này đi với nhau và tự nhiên để con này đi mình rất là nhiều nguy hiểm. Ô tô chạy tới đây này, đấy, cán vào đây nha. Thì bạn nhìn này, để muốn xóa được một cái vật thể này rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần quét qua và chúng ta chọn được công cụ Shift F5 và ấn Enter một lần như này thì câu chuyện nó sẽ khác, đúng không? Rồi, vậy thì tính năng đầu tiên là tính năng xóa hình của chúng ta, còn tính năng thứ hai đó là tính năng và phóng to và thu nhỏ, không bị giãn về hình nhưng ở mức độ cho phép. Các bạn ghi đi, cách phóng to và thu nhỏ một đối tượng ảnh, một đối tượng ảnh trong điều kiện cho phép mà không bị méo hình. Nào, Ctrl O. Chúng ta sẽ có một bài toán như sau, là tôi chọn vào thư viện này và tôi chọn vào một chiếc ô tô. Tôi sẽ có một cái ô tô màu xanh như thế này. Và bình thường khi mà chúng ta sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ bật cái khóa này lên để thứ nhất là tôi làm cho chính xác. Và chúng ta áp dụng cái công cụ C trên Photoshop. Công cụ C trên Photoshop là công cụ gọi là cắt ảnh. Có nghĩa là nếu mà bạn muốn chỉ dùng cái ảnh tầm này thôi, bạn quét qua vùng này, bạn ấn Enter thì câu chuyện chúng ta chỉ còn mỗi cái này thôi. Nhìn không ạ? Và công cụ C thứ hai là các bạn vẫn là quét qua như vậy nhưng bạn kéo sang trái ra hoặc kéo sang phải ra thì nó có tính năng là mở rộng khung hình cho thiết kế của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ví dụ sau này các bạn thiết kế cho một cái website, một cái băng rôn cho một cái ngày khai trương bán một cái ô tô này nhỉ, thì người ta có một cái banner ở phía trên to dài nhỉ, mà rất là đáng tiếc là bạn chỉ tìm được một cái ảnh nó rất là bé, nó chỉ chiều ngang như nhỉ thôi, mà tôi phải rộng ngay thì làm cách nào? Thì có những người rất là vui tính chuột phải chọn vào đây kéo sang trái. Ctrl T. Ctrl T là một thứ mà các bạn biết rồi, đó là thay đổi về kích thước hình dạng của đối tượng, nhưng nguyên tắc khi dùng ảnh thì không bao giờ được quyền làm méo hình. Còn nhớ cái đấy không ạ? Nên bắt buộc mà chúng ta phải giữ thêm phím Shift và phím Alt. Các bạn cầm này kéo này, có được không ạ? Tiêu chí thì được, các bạn đồng ý với tôi không ạ? Tiêu chí thì được, nhưng mỗi tội là hình bị méo. Ok, vậy cũng tương tự như vậy, thầy sẽ dùng một cái lệnh như sau. Các bạn nhìn đây, tôi cũng tạo ra các đầu điểm chốt cho các bạn và tôi cầm nó kéo ở đây. Có nhìn thấy không ạ? À, cũng là kéo như hình, các bạn có thấy bị méo không? Thì đây là một trong những câu chuyện của chúng ta dùng là lệnh gì? Thì chúng ta dùng lệnh như sau. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào Ctrl Shift Alt C. Nhìn không ạ? Các bạn có nhìn thấy chữ Content không ạ? Cái kia là bộ 1 là xóa hình. Thì bây giờ Content của chúng ta có tính năng là phóng to và thu nhỏ, không bị méo về hình. Mọi người không biết là trên Facebook chúng ta có hay chơi tròn là chụp xong mặt chúng ta biến dạng không nhỉ? Rồi, tí tôi sẽ dạy cho bạn một tiêu chí từ Ctrl Shift Alt C này có tính năng là chụp và biến dạng về hình nhưng vẫn giữ được chi tiết của em để làm tranh biếm họa. Trên một số cái tạp chí và báo thì người ta vẫn dùng những tính năng như thế này. Nhưng thầy chia sẻ lại, đây không phải là một trong những tính năng cực kỳ khủng khiếp. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì mục đích của chúng ta đến đây là chúng ta học về thiết kế, thì chúng ta phải học về bố cục màu sắc. Thì hy vọng bạn sẽ nắm cho tôi từ bài 1, bài 2, bài 3 cực kỳ kỹ. Được chưa? Rồi, ok. Chọn đây nhá. Nhìn này. Cầm cái này, kéo vào đây. Các bạn thấy chưa? Câu chuyện chúng ta đã xong. Tiếp theo, như vừa rồi thì thầy có chia sẻ cho các bạn biết là đôi lúc thầy muốn rằng cái ô tô ở giữa mà thầy muốn rằng cả bên này thầy phải đắp được. Thì đắp được bằng cách nào? Có thể có rất nhiều người dùng cái công cụ M và quét qua cái vị trí bên tay trái. Nhìn thấy bên tay trái chưa? Chúng ta ấn vào Ctrl T và chúng ta kéo sang bên đây một tí. Thì các bạn có thấy nó có vấn đề gì không ạ? Ok, M chúng ta sẽ quét qua bên này. Đây là tôi đang lấy một cái vùng gọi là vùng giống nhau để kéo dài ra thì nó sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng. Nhìn không ạ?
Nhưng sau khi làm xong thì các bạn sẽ thấy một điều rằng ở chỗ này của chúng ta bị xước này, nhìn chỗ này không? Nó bởi vì nó bị kéo giãn mà, đúng không? Nên chính vậy người ta mới sinh ra một cái trò như sau, đó là gì? Chúng ta sẽ chơi một trò FM. M chúng ta quét qua đây là cái vùng khuyết thiếu và dùng công cụ Shift F5. Thì cái này các bạn vừa học xong đúng không? Là có tính năng đắp hình, thì đây cũng là tính năng đắp hình trong trường hợp hình bị thiếu. Ngồi chờ, cần chuẩn đề, nhìn không ạ? Và tương tự như vậy, chúng ta chọn bên này, chúng ta chọn vào công cụ Shift F5 và chúng ta chọn vào đây, thì câu chuyện của chúng ta sẽ được đắp bên này. Rồi, cần chuẩn đề xong rồi. Bạn sẽ thấy rằng là khi phóng to lên, không bao giờ nhận biết được cái vấn đề là chúng ta đã kéo hình đầu. Hiểu cái này chưa đã? Còn bạn yên tâm một điều rằng nếu bạn nằm giữa một rừng cây thì tôi đảm bảo cho bạn biết trong chớp mắt và tích tắc tôi sẽ biến bạn mất luôn ở giữa rừng cây luôn. Bởi vì rừng cây đằng sau nó là hình tạp nham, nó là nhô lên nhô xuống là màu xanh, xóa cực kỳ dễ. Một cái cột điện, một cái gì đó xóa cực kỳ dễ luôn, được chưa? Tiếp theo với cái tính năng đấy, chúng ta sẽ chọn đến người đàn ông, được rồi. À không, còn một tính năng khai nữa, còn căn chú CVC này. Thầy ơi, em thích cảnh này lắm rồi, nhưng mà em muốn rằng cảnh này khi mà em up lên trên mạng nó phải là khổ vuông cơ, thì chúng ta chọn một lệnh là Ctrl Shift Alt C. Và sau đó tôi kéo vào. Em có thấy là thầy kéo vào không vấn đề? Em có thấy nó có vào người không? Đây là một trong những cái được gọi là rất thông minh của chương trình Photoshop. Nó có thể nhận diện ở một vị trí đâu đó là đây là vật thể chính thì nó sẽ không vào. Hiểu cái nào không ạ? Rồi ok, em cần xét lại. Vậy cái này có tính năng kéo dài chân không? Đây là ước mơ của tôi. À, các bạn nhớ một điều rằng là để muốn chụp cho một cái đối tượng của chúng ta là chúng ta không có tiền thuê một cô người mẫu thực sự là mặt đẹp, dáng rất ngon, bởi vì như vậy tiền nó cũng nhiều, đúng không ạ? Không sao, chỉ cần mặt đẹp thôi, còn cái việc mà kéo giãn ấy, việc của em, được chưa? Thì chúng ta cũng chọn một cái giải pháp như sau. Các bạn nhìn này, đây là cách kéo hình, nhưng mà có quy định khu vực cần kéo là cái gì là chính xác. Vậy thì sau này bạn muốn kéo, các bạn có thấy không, các cô có rất nhiều cô gái là đẹp lắm rồi, nhưng mỗi tội cô hơi bị khuyết điểm một tí là do cái cổ cô mới ngắn quá, nên cái sự thanh thoát giữa cái phần chân dung đến cái phần thân của cô mới chưa được hợp lý. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng những như sau. Ví dụ chúng ta chọn một thời trang, trong phần thời trang này chúng ta sẽ chọn một cái hình cô gái, không biết cái này cô đợi ok. Cái này dài lắm rồi đấy. Bây giờ kéo dài nữa thì trông chả kinh chết, đúng không? Nhưng đây là một trong những ví dụ cho các bạn thôi. Việc đầu tiên dùng công cụ M quét vào vị trí này chữ không cần thiết, Shift F5, chúng ta ấn Enter, biến mất cái chữ này đi đã, đúng không? Phần thứ hai, sau khi làm xong tôi phải dùng cái công cụ đó là Crop C. Chúng ta sẽ kéo cái dài này ra một tí để cho nó dài tầm này thôi nhá. Dài quá lại không phải là chính chúng ta rồi, đúng không? Nào, để muốn kéo được vị trí mà chân và đùi dài ra thì mình sẽ phải quy định rằng vùng nào là vùng không được kéo dài. Ví dụ cái đầu gối của nó là cái hình tròn nhé, bạn kéo dài đi trông buồn cười lắm. Bạn chỉ được quyền kéo dài đùi, đúng không ạ? Và phần thứ hai là bạn được quyền kéo dài cái này thôi, đúng không? Rồi ok, vậy thì chúng ta sẽ chọn vào cái vùng không được kéo dài, đó là vùng đầu gối, nhìn không ạ? Ông có thể kéo dài nhưng mà riêng đầu gối tuyệt đối là không được kéo dài. Hiểu cái này chưa đã? Không về thì cứ khoanh chỗ khác xong rồi kéo dài, mà tại sao người em dài ngoằng năm mà trông kinh chết được. Thì các bạn nhìn này, ở đây người ta sẽ có một cái lệnh như sau là chúng ta sẽ lưu giữ cái vùng chọn này lại để quy định rằng đây là một khu vực mà đối tượng của chúng ta sẽ không được tác động đến, dùng lệnh là Ctrl Shift Z, đúng không? Chúng ta chọn vào Select và chúng ta chọn vào Shape Selection. Các bạn ghi từ này lại, đó là lưu giữ vùng chọn.
mắt em tận bao nhiêu độ? 23 cũng còn sáng lắm. Xoay ngang ra. Đoạn á. Chết, sau này có người yêu nó đi ngang đường nó có bụi nó rúi bụi chết. Chắc chết. Đúng không? Bao giờ mà có người yêu ấy chỉ khó đeo kính áp tròng nhá. Đeo kính áp tròng và nó không biết mình cận mà lại đẹp, đúng không? Thì len nó có chia lại nhiều tiền hay ít tiền mà em bình tĩnh. Cái gì mất nhiều tiền thì bao giờ cũng đúng chính đáng đấy. Nào, ok. Sếp sẽ thì nói đùa thôi. Chứ còn đeo kính cũng hay. Nhìn nào. Sếp selection. Và lúc này chúng ta đặt tên là KK. KK là tên là Kim Khánh ấy. Ví dụ thế, tôi tên là Kim Khánh. Rồi, sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta sẽ tắt đi bằng Ctrl D và bắt đầu thực hiện chiêu thức là kéo dài bằng lệnh là Ctrl Shift Alt C. Với cái tính năng này thì các bạn nhìn trên thanh thuộc tính của chúng ta xuất hiện một thằng tên là người. Nhìn thấy tên là người chưa? Đấy, bình thường có này nha, không có đâu. Sổ xuống và xuất hiện một tên gọi là KK. Đây là vùng chọn quy định. Có nghĩa là khi bạn kéo ra thì riêng cái vùng KK này là vùng không được quyền kéo dài hình ra. Tích vào đây. Và tất nhiên khi kéo xuống đây thì bạn sẽ nhìn thấy bắt đầu đùi chân nó chân lên kiểu hiểu cái này chưa? Mày đùa rồi. Hiểu cách này chưa? Rồi sau này mà thích cái gì nó cứ dài ra là đến gặp thầy Khánh nha. Em yên tâm một điều rằng khi mà chúng ta kéo dài nhài xong thì cái tỷ lệ đầu gối không bao giờ bị sao. Còn có những người bạn đã thấy vậy đơn giản mà thầy chỉ cần dùng cái công cụ M thầy cầm thầy kéo nhài như này đúng không? Ctrl T kéo dài như này tôi đảm bảo cho bạn biết này nha. Đấy. Thì câu chuyện này nhìn thấy cái chân chưa? Nhìn thấy cái bàn chân chưa? Ok. Rồi tiếp theo. Như vừa rồi tôi đã chia sẻ cho bạn biết là khi chúng ta ấn vào Ctrl O và chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh và chúng ta chọn vào phần Photoshop của chúng ta. Đây ạ. Trong phần Photoshop của chúng ta nó có một cái hình. Ví dụ như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn đó chính là bạn này. Thì khi mà chúng ta muốn vẽ một cái tranh biếm họa giống như là ông Tổng thống Mỹ chẳng hạn, tôi thu nhỏ lại và làm sao để tôi vẽ vẫn ra ông ấy, nhưng mà đây là một cái đặc điểm để các bạn nhìn nhá. Sau khi thu nhỏ lại, bạn hãy dùng một tờ giấy đè lên máy vi tính của bạn. Biết dùng tờ giấy không ạ? Tờ giấy đấy, tờ giấy trắng. Khi đè lên thì các bạn có nhìn thấy những cái nét của ông ấy rằng nó sẽ hiện qua giống như là cái màn hình của chúng ta là cái đèn đúng không ạ? Và chúng ta chỉ dùng bút chì chúng ta tô lại và chúng ta vẽ được cái tranh biếm họa của ông ấy thì trông rất thú vị. Và bây giờ người ta cũng có một cái kiểu nữa là có rất nhiều người chương trình giảm giá nhưng mà đầu to nhưng người lại bé xíu. Đấy, đấy là một cách. Nhưng các bạn nhìn này, chúng ta dùng Ctrl Shift Alt C và chúng ta thu nhỏ lại thì nó tạo ra một tín hiệu khác. Bạn yên tâm một điều rằng như này nhá. Khi mà chúng ta thu nhỏ này thì cái tỷ lệ của cái mắt mũi mồm trên một chân dung và đặc điểm của người ta không bao giờ bị biến dạng. Hiểu cái này không ạ? Không nghĩa là vẫn ra được đặc điểm nhá. Nhưng các bạn có thấy là cái chân dung của chúng ta bắt đầu đã thay đổi và bắt đầu chúng ta sẽ nhìn thấy vậy thì tôi sẽ đặt một cái quân rất nhiều người làm về cái minh họa cho sách báo đấy, người ta hay vẽ những cái người nổi tiếng, ví dụ như là Maradona đá bóng chẳng hạn, đúng không ạ? Ronaldo chẳng hạn, chúng ta có thể làm với sau đó chúng ta ghép vào trông rất là thú vị. Nhưng cái việc vẽ của chúng ta nó chỉ là hình thức là chép lại thôi, chép lại một cách đặt giấy lên tô lại là chúng ta đã ra được cái hình đó. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi bỏ qua. Rồi tính năng tiếp theo của chúng ta đó là tính năng về dịch chuyển về vị trí. Đây là một trong những tính năng cực kỳ quan trọng trong nghề nhiếp ảnh của chúng ta. Ctrl O, chúng ta sẽ chọn vào phần Photoshop và chúng ta sẽ chọn vào phần
sửa ảnh. Không, chúng ta chọn hồ e. Chúng ta chọn vào thiên nhiên. Thư viện ảnh, chúng ta chọn vào thiên nhiên. Đây, đầu tiên chúng ta sẽ áp dụng với một một con cừu. Và tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện của một con cừu, đó là con cừu yêu nhau. Lúc yêu nhau thì đứng xa xa chỉ nhìn liếc này, đây con nhìn này liếc mắt này. Đấy, nhìn nào. Đến thì còn gì nữa? Đúng không? Chúng ta sẽ dùng công cụ lasso của chúng ta và quét qua một cái vùng của chúng ta rất là thú vị như này. Và nhiệm vụ của chúng ta là làm con cừu này gần lại bằng cách như sau. Nhưng cái này chỉ được áp dụng trên nền rất là tạp nham. Các bạn nhìn đúng không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng công cụ G của chúng ta, ấn vào G. Các bạn sẽ nhìn thấy trong bộ G của chúng ta nó có một biểu tượng vẫn là content, nhìn thấy chưa? Nhưng có tính năng là motune, là chính là dịch chuyển hoặc là di chuyển vị trí. Tính năng xóa, tính năng phóng to và thu nhỏ, không bị méo hình. Tính năng thứ ba là tính năng dịch chuyển vị trí. Để đạt được giá trị đó là góc độ 1/3, ví dụ đây là 1/3, đây là tỷ lệ vàng. Trong thiết kế cũng giống như trong chụp ảnh, đúng không ạ? Và đôi lúc khi mà chúng ta đi nghỉ mát ở đâu đó thì chúng ta chụp tự nhiên có một thằng nó rất là vô duyên. Hoặc là mình tự chụp mình lại vào chính giữa thì không hay lắm. Tôi sẽ cầm cái đối tượng người của tôi ghép sang bên tay trái để tôi đặt chữ sang bên tay phải, có được không? Nhưng cái này chỉ áp dụng cho những loại nền này thôi nhá. Nhìn này, cầm đối tượng này tôi sẽ chơi một trò như sau. Khi bạn dùng công cụ G thì để ý cho thầy một tí là các bạn có hai thuộc tính. Thuộc tính thứ nhất là thuộc tính về dịch chuyển. Thứ hai chúng ta sẽ có một tính năng, đó là gì? Dịch chuyển nhưng nhân đôi hình. Các bạn nhìn không ạ? Tôi sẽ chọn ở đây. Tôi cầm này, kéo ở đây. Nhìn không ạ? Có tính này chưa? Và sau khi bạn ứng ý xong, bạn hãy ấn Enter cho tôi. Và ấn Enter xong thì yên tâm điều rằng cái hình con này sẽ tự biến mất và dịch chuyển sang bên tay trái của các bạn. Ctrl D. Ok, bãi đất đã thành trống rồi đấy. Cô gái xem này, có hiểu vấn đề này không đã? Rồi, tiếp theo sau khi mà đã yêu nhau và nằm xong thì chúng ta sẽ chơi một trò nữa là chúng ta sẽ đẻ ra một đứa con. Ok, chúng ta sẽ đẻ thôi. Nhìn lên chưa? Và chúng ta sẽ dịch chuyển tính năng thứ hai, đó là dịch chuyển nhân đôi hình, quay về như cũ, nhìn không ạ? Và tất nhiên là chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tí để cho nó đẹp hơn. Chúng ta sẽ có tính năng này. Ctrl D, chúng ta sẽ có một cừu thứ hai, vừa thu nhỏ và vừa dịch chuyển hình. Và chúng ta ghép một cách rất là thoải mái khi mà chúng ta, đây là tính năng dịch chuyển hình. Tiếp theo, đôi lúc nó có một cái hình ảnh nữa, đó là đây là một cái cô gái mà thầy đã để ý rất là kỹ rồi. Nhưng do là cô mới nằm ở giữa màn hình của chúng ta nên là cái việc mà chúng ta sẽ không làm được thiết kế. Ví dụ text chúng ta đặt vào đây khó, đặt vào đây cũng khó, đúng không? Thì chỉ cần làm thao tác này, chúng ta sẽ quét qua. Cô là đi dép tổ ong này, tổ ong đen này. Đấy chưa? Ok, cầm này, khoanh qua người cô gái một tí, khoanh rồi. Và nhớ một điều rằng hãy dịch chuyển cả cái cây đằng sau cô như thế, bởi vì cô đang dựa một cái gì đó vào cái cây, đúng không? Không có cây dựa lung tung này hơi bị vô duyên. Đấy, ok. Cầm đây, cầm đây, cầm đây, cầm đây, ném xuống đây, ném xuống đây, ném xuống đây, ném đây, ok. Và sau khi đã có được cái cô gái xong thì chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức, đó là dịch chuyển. Và cầm đối tượng cô gái này kéo sang bên tay trái. Tôi nghĩ như thế này là hợp lý và tôi đặt chữ xem này, có thể là new boot gì đấy. Enter. Và yên tâm nhiều rằng người của chúng ta sẽ được dịch chuyển sang bên tay trái. Đó, Ctrl D. Các bạn sẽ thấy là nó không có vấn đề gì nào, nhìn không ạ? Thì đây là tính năng về dịch chuyển của đối tượng của chúng ta. Tiếp theo, sau khi mà chúng ta hiểu về tính năng dịch chuyển thì bây giờ chúng ta sẽ tính năng đó là đắp mặt. Các bạn ghi đi tính năng đắp mặt qua công cụ vùng chọn. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O và chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh, chúng ta chọn vào phần G. Lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình ảnh có chân dung theo dạng thẳng đứng. Nguyên tắc khi dùng nguyên tắc đắp mặt này thì bản chất của nó chính là cách hòa trộn một nền ảnh của cái ảnh này vào ảnh khác hợp lý. Có nghĩa là giống như là chúng ta đang chụp vào mùa hè mà chúng ta ghép cái hình ảnh của chúng ta từ mùa hè vào mùa đông thì câu chuyện của chúng ta là hai cái tông màu sẽ ăn nhuyễn vào nhau được.
Các bạn có thấy là khi mà chúng ta đi cắt hình cái gì đó cũng phải dùng chiêu thức này không ạ? Nào kéo xuống xem có cái chân dung nào đó. Chúng ta chọn một chân dung đầu tiên là cái này. Kéo xuống. À, và tất nhiên là chúng ta sẽ chọn một cái hình chân dung tiếp theo ở dạng chính diện. Bạn hãy chọn cho tôi dạng chính diện là tốt nhất. Đây. À, chúng ta có hai chân dung số 1 và chân dung số 2. Và tất nhiên là tông màu chúng ta sẽ khác biệt. Để muốn làm được điều này thì chúng ta sẽ dùng phương pháp đó là dùng công cụ Naso. À, cái này sẽ áp dụng cho những cái bạn mà làm giảm cân, đi tập gym. Hoặc là chúng ta có thể quyết định thay đổi hình thể của chúng ta bằng cách là cái kiểu tóc nó không có biết nó hợp mình không thì mình nên cắt mặt mình ghép vào cái đồng chí mà có cái bộ tóc mà mình ao ước. Ok, nếu làm được điều đấy thì ngon rồi. Nào, chúng ta sẽ chơi một tròn là chúng ta khoanh qua cái này. Nhìn này, tôi chỉ khoanh qua những vùng cần thiết thôi. Còn những vùng không cần thiết là tuyệt đối chúng ta không có khoanh vào. À, sau khi chọn đây thì cái vùng này nó đang hơi thiếu, tôi dùng công cụ shift tôi lan tỏa ra một tí nữa để cho nó cái vùng miệng nó lớn hơn, nhớ không ạ? Cách làm chúng ta chỉ cần ấn vào Ctrl C là copy trong vùng chọn, có nghĩa là copy toàn bộ cái phần giữa này. Sau đó sang cái phần file thiết kế của chúng ta mà tôi muốn ghép cái hình ảnh cô gái này vào đây thì tôi sẽ ấn vào F7 và tôi mở khóa đã. Và đương nhiên là Ctrl V để tôi paste nó vào. Thì các bạn sẽ thấy một cái là sắc độ giữa hai cái mặt của chúng ta bị khác nhau, một cái thì trông hơi đỏ và một cái thì trông hơi vàng, đúng không? Thì khi mà chúng ta làm như này thì chúng ta nên để ý một tí là chúng ta học về cái Convert Smart Object rồi. Chúng ta sẽ chuột phải chọn vào biểu tượng. Các bạn nhìn thấy Convert Smart Object chưa? À, với cái tính năng này nó sẽ khiến cho cái chân dung của chúng ta không bị biến dạng khi cứ phóng to thu nhỏ một cách nhiều. Tôi sẽ chọn vào đây và ấn vào số 5. Số 5 là số mà opacity bằng 50% thì tôi đặt vị trí của mắt cô gái vào đây và tôi thực hiện chiêu thức là Ctrl T. Tôi đẩy lên. Tôi đẩy lên. Các bạn thấy chưa? Và sau khi đẩy lên này tôi thấy là khá là kỹ rồi, tôi sẽ kéo sang đây một tí. À, tất nhiên phải có khi phải to ra một tẹo nữa cho nó dễ đẹp hơn. Ok, và chúng ta đẩy đây. Và xem lại một vị trí nữa là chúng ta sẽ cho nó 100%. Bạn nhìn này nhá. Ok, vậy chúng ta sẽ giảm độ đi một tẹo. Rồi, Ctrl T và chúng ta phóng to lên tẹo nữa. À, tôi nghĩ là chân dung này của cô gái đã hợp lý rồi và tôi ướm được hai vị trí mắt rồi. Mồm có thể là cao thấp một tí nhưng mà quan trọng nhất là cái mắt tỉ lệ nó phải bằng nhau. Rồi. Sau khi làm xong được cái cô gái xong thì tôi sẽ đặt 100% và tôi chuột phải chọn vào biểu tượng. Đó là Convert, nó không còn là Smart Object nữa, chúng ta chọn vào Lateralize. Nhìn các bạn. Có nghĩa là em Convert rồi em sẽ không biến đổi được, không xóa được. Thì chúng ta phải chuột phải chọn vào đây là chúng ta lại biến nó trở thành một layer thường. Và trở thành layer thường thì không còn biểu tượng cái hộp nữa, đúng không? Nhìn chưa? Bắt đầu làm này. Với một cái hình như này thì chúng ta sẽ chơi một trò như sau, là tôi sẽ dùng công cụ Naso và tôi quét qua vị trí nhỏ hơn. Có nghĩa là tôi sẽ dùng một phương thức nhỏ hơn của cái mặt. À, mọi người nhìn thấy thầy đã làm cho cái này nó nhỏ hơn chưa? Đây là cách đầu tiên làm nhỏ hơn. Hiểu cái này chưa? Nhưng có nhiều người rất là khó tính, bảo là thầy ơi em muốn rằng là nhỏ với tỷ lệ đồng dạng. Thì người ta sẽ dùng một chiêu thức như sau, đó là giữ phím Ctrl và tích thẳng vào cái ảnh thu nhỏ. Muốn quay trở lại vùng chọn cho một đối tượng, chúng ta giữ phím Ctrl và tích thẳng vào cái ảnh thu nhỏ của đối tượng, đúng chưa? Sau khi làm xong được cái bước này, các bạn hãy chọn vào công cụ đó là Select, như vậy chúng ta chọn vào đây. Ở đây nó có các thuộc tính cho bạn là làm mềm vùng chọn. Ấn vào đây thì sao? Tôi sẽ ấn vào số 6. Các bạn có thấy nó to ra với tỷ lệ đồng dạng chưa? Nhìn nó to ra chưa? Nhưng trong trường hợp này tôi muốn làm nhỏ lại, tôi chọn vào Select làm lại một lần nữa. Các bạn nhìn này, tôi sẽ đặt vào cái đây giá trị rơi tầm khoảng số 10. Em nhìn thấy không? Từ đây đến đây bằng tất cả những tỷ lệ này của các bạn. Bạn nhìn thấy chưa?
Có nhiều người bảo thầy ơi, em nghĩ là tại sao thầy không chọn vào Transform Selection là cách điều chỉnh vùng chọn kích thước, mà thầy dùng cái này làm gì cho nó mất thời gian ra. Đây, tôi cho bạn xem. Ctrl D, giữ Ctrl quay trở lại vùng chọn. Đồng ý không ạ? M, chúng ta chuột phải chọn vào Transform Selection là cách điều chỉnh kích thước của vùng chọn. Thì có phải bây giờ chúng ta giữ phím An là đồng tâm, Shift là đồng dạng. Vậy thì chúng ta kéo này, chúng ta kéo như này vào đúng không ạ? Nhìn này chưa? Nhưng cái này bị một cái khuyết điểm là không bao giờ bằng nhau với các tỷ lệ. Có nhìn không ạ? Rồi, chính vậy mà người ta mới sinh ra cái trò là giữ Ctrl và chúng ta sẽ chọn vào Select và chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào Contrast. Chúng ta chọn số 10 thì tự khắc tỷ lệ nó nhỏ lại. Nhìn không ạ? Rồi, bước tiếp theo nhá. Quay trở lại vùng chọn xong, bạn hãy tắt vị trí mắt ở phía trên đi, chính là cái cô gái này. Chỉ chọn vào layer dưới thôi. Xóa đi. Thì sau khi xóa đi thì các bạn sẽ thấy là cái miếng xóa nhỏ của chúng ta sẽ nằm ở đây, thủng cái hình gốc ở dưới thủng. Và hình trên thì chúng ta sẽ có một hình như này. Hình này to hơn hình dưới. Có nghĩa cái miếng thủng của bạn luôn luôn to hơn, bé hơn cái miếng mà chúng ta lắp lên. Lúc này chúng ta sẽ áp dụng cho cả hai là chọn cả hai layer. Như này đúng không ạ? Và chúng ta bắt buộc làm một công cuộc là ghép mặt bằng công cụ như sau, là chọn cả hai layer nhá. Chọn vào Edit và chúng ta chọn vào Auto Blend Layer. Đây là giá trị người ta blend giữa ảnh trên và ảnh dưới và cho nhau và có sắc độ giống nhau. Các bạn hiểu không ạ? Sau khi ấn vào đây xong thì chúng ta sẽ ấn tiếp thêm một cái nữa là OK. Thì toàn bộ tất cả những ảnh trên sẽ được nhuốm vào ảnh dưới một cách rất là dễ dàng. Và lúc này chúng ta trở thành một chân dung cô gái, không có còn vết nữa. Các bạn nhìn không ạ? OK. À, đây là một trong những cái mà các bạn cần lưu ý là khi mà chúng ta làm cho phòng tập gym hoặc là cái thực phẩm chức năng giảm cân thì cực kỳ là hiệu quả quảng cáo. Bởi vì là chúng ta chỉ cần nhân bản cái cô gái ra, nhưng mà vấn đề chân dung chúng ta thay đổi đi thì câu chuyện nó cũng tốt, nhưng với điều kiện cái sản phẩm đấy phải thực sự là tốt xuất sắc. Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp theo. À, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn đến cái công cụ tiếp theo, đó là công cụ về Nasso. Các bạn nhìn đi, công cụ Nasso như sau. À, công cụ Nasso Tool là một trong những công cụ tạo ra vùng chọn theo dạng tự do. Nó chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là loại tự do. Loại thứ hai được gọi là loại căng dây, hay được gọi là tạo ra những vùng chọn dạng khúc chiết đường thẳng. Dạng thứ ba là dạng áp dụng cho những đối tượng có vùng và hình màu tương phản nhau thì nó sẽ dùng cái này. Ví dụ trong đây các bạn có nhìn thấy bộ ba không ạ? Số 1 là bạn khoanh nhai thì tạo ra một vùng tròn. Có hiểu này không ạ? Và tất nhiên sau khi làm xong thì chúng ta đổ màu bằng lệnh là đen. Đúng chưa? Loại thứ hai của các bạn đó là dùng gì? Đó là dùng căng dây polygon. Lập ra một layer mới và chúng ta chọn màu thứ hai là đen. Chúng ta chọn được cái này thứ hai. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào công cụ tiếp theo nữa, đó là chọn về căng dây. Thì thực ra tất cả những này chỉ mục đích đó là đi cắt ảnh thôi nha. Cắt một cái ảnh ra và đặt vào trong bản thiết kế của mình như thế nào, đúng không? Để cho nó đẹp hơn thì đây, cái cách thứ ba đó là gì? Cắt ảnh với những đối tượng vùng chọn tương phản cao. Có nghĩa là giữa ảnh hình và nền nó phải tương phản mạnh thì nó mới dùng được cái này. Còn nếu không thì bạn không được dùng cái này, bởi vì nó sẽ không đem lại hiệu quả cao nhất. À, chúng ta sẽ có một giải pháp là Ctrl O. Tôi sẽ có đến thư viện ảnh, tôi chọn vào chân dung. Thì các bạn nhìn này, ví dụ tôi chọn một cái hình ảnh như này. Bạn nhìn đâu ạ?
Và mục tiêu của tôi là tôi muốn cắt cô gái này ra để tôi làm cho một cái poster về cho ca sĩ chẳng hạn, đúng không? Thì các bạn nhìn này, ở đây hình và nền khá là tương phản, nhìn không? Tương phản rất tốt này, thì chúng ta sẽ cắt bằng cách nào? Rất là đơn giản như này thôi. Các bạn hãy chọn một công cụ nam châm và cầm này kéo đây. Bạn thấy nó bám theo chưa? Và chúng ta kéo. Và trong quá trình khi kéo thì nên dùng phím cách nữa là phía phím bàn tay để bắt đầu di chuyển tiếp. Trong quá trình khi kéo cũng cố gắng làm sao bám sát được cái hình, chứ đừng bao giờ kéo ra như này nhá. Kéo ra như này vào là mày bám đi thì chắc chắn nó không bám được, được không? Chúng ta ấn nút đen là xóa những cái lệnh không cần thiết sai của chúng ta đi, được chưa? Tiếp tục bám. Rồi chúng ta tiếp tục kéo đây, dùng phím cách. Khi mà rơi trong đoạn này thì nó lại không bám vào vị trí này rất là khó, thì bạn phải dùng thao tác là di chuyển xuống phía dưới như này không ạ, tích một cái, có thể tự thêm biểu điểm chốt vị trí đấy, xong bắt đầu chúng ta di tiếp, hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo, những cái đoạn ngóc ngách thì chúng ta không chọn được thì chúng ta tích thêm một cái điểm chốt cho thầy là chắc chắn ok rồi. Cầm về kéo lên đây. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo, bây giờ đàn tóc mà nam nham là thấy là hơi mệt rồi, thấy không? Bởi vì tương phản nó nên hơi yếu. Rồi tiếp theo, chọn đây. Đấy, về nhà các bạn gái thử xem là kiểu tóc này có hợp không? Tính vào đây. Rồi tiếp theo. Đấy. Tiếp theo, ok. Như này chưa? Và chúng ta sẽ di qua đây thì các bạn sẽ thấy một điều xảy ra là tại vì do là cái màu đen của chúng ta có rất nhiều sắc độ nên nó không hiểu về cái chuyện là chúng ta bám dây bằng cách nào. Nhưng dù sao cũng đã đạt đến cái độ thành công này rồi, Ctrl C. Các bạn nhìn này, sau khi làm xong thì chúng ta đã có một cái vùng chọn và chúng ta sẽ ấn vào lệnh đó là Ctrl Z lên. Thì lúc này chúng ta sản phẩm chúng ta chính là hình ảnh cắt ra rồi, có nhìn thấy không ạ? Ok, vậy thì cái công cụ căng dây đấy nó sẽ thực hiện cho chúng ta là cắt được những cái hình ở dạng phức tạp, nhưng với điều kiện là hình phải có nền và ảnh tương phản nhau rất là cao. Xong cái này chưa? Rồi tiếp theo, cũng là một cái giá trị như vừa rồi này, các bạn có thể phần để ý cái phần dưới chân này của thầy không ạ? Nhiều lúc thầy dùng cái nam châm thì tự nhiên đến đây nó không được thẳng hàng cho thầy. Vậy thì trong cái bộ ba của chúng ta nó có loại tự do, loại thứ hai loại căng dây là đường thẳng, thì loại thứ ba là sẽ là gì? Tạo ra những đường zig zag giống như vừa rồi chúng ta vừa làm. Thì có cách nào để kết hợp cả ba này không? Thì tôi sẽ giới thiệu cho bạn về cách kết hợp cả ba. Các bạn đi ghi đi, cách kết hợp cả ba như sau. Bạn chọn vào công cụ như bình thường. Nhìn này. Khi mà chúng ta dùng bình thường thì chúng ta cứ kéo thì nó tự tạo ra vùng chọn, đúng không? Bạn muốn trở công cụ này trở thành công cụ tự do, hãy giữ phím an và cầm cái chuột của chúng ta, giữ nguyên chuột và di chuột luôn thì nó trở thành tự do. Có nhìn thấy trở thành nam châm tự do không ạ? Thì tự do chưa? Rồi, nhưng bây giờ bạn muốn trở thành căng dây thì tôi khuyên bạn hãy buông chuột ra nhưng giữ phím an vẫn giữ nhá. Thì có phải là trở thành căng dây không ạ? Và bây giờ để muốn trở về như cũ thì bạn buông cả phím an ra và chỉ việc giao di chuột. Tôi hiểu cái này không đã? Vậy đi, chúng ta cứ di chuột thoải mái đi, sau đó thì chúng ta đến những cái đoạn góc ngách này thì chúng ta có phải trở thành căng dây không ạ? Nha, ví dụ từ đây kéo đây thì bám không ạ? Vậy thì đến đoạn này thì cứ đồng ý là phải thẳng hàng ạ, giữ phím an tích một cái trở thành căng dây, kéo sang bên này tích một cái buông an đây, thấy chưa? Rồi xong, hiểu cách làm chưa? Ok, vậy thì đây là chính là vùng chọn. Vậy thì sau khi mà chúng ta vùng chọn đấy thì chúng ta học tiếp thêm một cái nữa là dùng
Quick Selection Tool và Magic Wand. Các bạn nhìn này chưa? À, Quick Selection Tool và Magic Wand là công cụ cắt hình bằng đũa thần. Đũa thần là gì? Là trên cái đũa đấy nó có nhiều ngôi sao, gọi là đũa thần. Xong chưa? Thì hai cái công cụ này nó có một cái tính năng, đó là Quick Selection Tool là dành cho những đối tượng bên trong, thiên về đối tượng bên trong hơn. Còn cái Magic Wand này được áp dụng cho những đối tượng liên quan đến bên ngoài. Ví dụ áp dụng vào vùng nền. Và tất nhiên là nếu mà có độ tương phản cao thì cái này là xuất sắc. Xong chưa? Bắt đầu nhìn này. Về nhà các bạn vẫn cứ luyện bài tập, những cái bài hôm trước của thầy dạy cho các bạn ấy, thì các bạn cứ luyện tập tiếp, làm tiếp. Nhìn này, thầy sẽ chọn vào cái Quick, cái Magic Wand này, thì các bạn có nhìn thấy cái nền trắng này không ạ? Nó có phải là dạng là một màu và tương phản rất tốt, thì thầy chỉ cần làm thao tác là tích một phát rồi nha, nhá. Các bạn có thấy là tôi chọn được cả vùng chọn bên mặt bên này không ạ? Có nhanh không? Rất nhanh. Nhưng lúc này chúng ta mới chỉ có áp lực là 10 thôi. Chúng ta muốn chọn thêm vùng bên này, giữ thêm phím shift. Phím shift là cộng vùng mà, đúng không? Tích vào đây. Thế có được bên này, nhưng vẫn thiếu chỗ này. Tích. Được chưa? Thêm chưa? Chỗ này thiếu không? Thêm. Chỗ này thêm. 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 Thấy chưa? Hết chưa? Rồi. Vậy thì các bạn nhìn này, giữ shift thêm luôn trong đây. Thế xong rồi. Bây giờ việc còn lại thì chúng ta xóa luôn cái nền đi. Cô gái đã cắt ra. Đúng chưa? Ăn cần xem lại. Nhưng các bạn để ý một điều rằng là vừa rồi thầy có ấn rất nhiều lần thì mới cắt được cô gái, bởi vì thầy đang đặt áp lực. Cái áp lực này càng cao thì tỷ lệ vùng chọn của những cái nền này càng lớn. Ví dụ 10 ít quá, cái phần toàn lần này các bạn phải đẩy lên cho tôi cao hơn. Ví dụ 50 hoặc 100, 60 đi. Nhìn không ạ? Ấn này, chọn này. Em thấy chọn luôn cả sao này luôn. Nhìn không ạ? Chọn hết cái này luôn này, em nhìn chưa? Nhưng nó bị đấn một chút xíu vào tay. Có nhìn lên đấn chút xíu vào tay chỗ này không ạ? À, giữ shift chọn thêm cái này đi. À, được rồi. Nhưng mà rất là đáng tiếc cái phần tay này đang bị gặp vấn đề. Này, các bạn nhìn này. Đa số chúng ta còn không cắt được cái này đúng không? Chúng ta bây giờ cắt được cái này. Vậy thì cái này nó làm thế nào? Các bạn còn nhớ công cụ lasso của tôi đúng không ạ? Chọn vào lasso. Trừ vùng này đi được không ạ? Trừ vùng đúng không ạ? Giữ phím an. Nhìn thấy dấu trừ chưa? Cầm lại đi là di chuột tự do này. Tôi chỉ cần quan tâm đến cái đoạn ngoài mà chính xác thôi, còn những cái này tôi không cần nữa, tôi sẽ di qua nha. Ok, buông tay ra thì chúng ta sẽ làm sao? Xong rồi. Trừ mà. Người ta gọi là trừ vùng chọn. Và nhiệm vụ của chúng ta là ấn vào Ctrl Z để chúng ta đã có một cái hình ảnh cô gái. Quên mất xóa cái này đi. Đây, cô gái đã được cắt ra. Hiểu cái này chưa đó? Rồi, tiếp theo. À, cũng tương tự như vậy, tôi ấn vào Ctrl O. Tôi có một biểu tượng là mở rộng khung hình ra. C. Cầm lên kéo ra đây. Được chưa? Đặt cho nó. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh và chúng ta chọn vào thư background. Tôi sẽ kéo xuống đây. Sau khi tôi có background xong, tôi ấn vào Ctrl N là chọn hết, Ctrl C là copy các hình ảnh và Ctrl V kép là tắt nó đi. Sang bên này tôi chỉ cần làm một thao tác, đó là Ctrl V cho cái hình ảnh của tôi và tôi đặt vị trí này. Ctrl T thu nhỏ xuống. Với hình này bạn cho xuống tất cả thì bạn sẽ có cô gái. Xuống dưới tất cả mà Ctrl Shift ngoặc vuông bên tay phải, tay trái là các bạn sẽ nhìn thấy cái nền này xuống dưới. Rồi, cái hình này muốn chìm vào nền, dùng công cụ M quét qua vùng bên tay trái. Các bạn học cái này đúng không ạ? Shift F6. Shift F6 là tạo ra độ nằm mềm. Hay cách thứ hai là chuột phải chọn vào biểu tượng, chọn vào feather. Cách nằm mềm vùng chọn. Chọn vào select, chọn vào đây. Cũng có Shift F6. Thấy chưa? Tôi sẽ đặt cho nó giá trị là khoảng 70%. Và sau khi 70% thì tôi nhớ là tôi đang áp dụng trên nền của cô gái, tôi ấn xóa bằng nút Delete thì bạn sẽ thấy nó chuyển vào nền chưa. Nhưng chuyển như này được gọi là chuyển không êm. Ctrl Z lại, nhìn này.
ship F6 tôi sẽ đặt lại một thông số nữa là 200, tăng lên 200. Thì bạn yên tâm một điều, lúc này bạn xóa sẽ là cực kỳ ổn, tự nhiên nó sẽ chuyển êm hơn cho các bạn. Nghĩa là nhiều đúng không ạ? Nhưng xóa cái này cũng không ổn lắm, bởi vì sao? Nhìn nhá, tôi sẽ hạ thấp cái này xuống 50 cho các bạn. Các bạn nhìn 50 chỗ này chưa? Thì có phải cái nền dưới này nó sẽ đến giữa mặt của áo ạ? Vậy thì lúc này tại sao không dùng NASO? Tại vì NASO nó sẽ nhìn này, các bạn có nhìn đường cong chỗ này không ạ? Vậy thì tôi sẽ vẽ theo đường cong của cô gái, phanh ra ngoài. Nó có phải là vùng tròn không? Vẫn là vùng tròn, nhưng mà tôi sẽ cua theo cái đường hình cô gái thì trông cảm giác nó tự nhiên hơn rất là nhiều. Rồi, vậy thì lúc này tôi đẩy 100% lên và dùng công cụ Shift F6 là làm về vùng tròn, tôi đặt 200. Thì bạn yên tâm một xóa nhảy. Thì các bạn xóa tiếp thêm một lần nhé. Các bạn có thấy là nó sẽ đi theo đúng đường nhảy chưa? Ok, vậy thì tại sao không đúng NASO? Đúng không? Bởi vì trình độ của chúng ta càng ngày càng phải được nâng cao, và cái cách thiết kế chúng ta càng ngày càng tốt. Và bây giờ quay trở lại cái hình vừa rồi, nó là cái công cụ Quick Selection Tool và Magic Wand. Thì tôi sẽ ấn vào Ctrl O. Tôi có một cái bài phía bên này, các bạn sẽ cầm đây. Chúng ta chọn vào cái hình bông hoa. Như bông hoa chưa? Bông hoa đại diện cho một giá trị, đó là phải đẹp. Nhưng phần thứ hai thì các bạn nhớ là cái hình này của chúng ta có rất nhiều đường cong, cắt rất là mệt. Vậy làm thế nào? Thì người ta sẽ chọn vào cái công cụ, đó là Magic Wand này. Áp lực càng cao sẽ chọn càng nhiều, bạn thích một cái. Thế là mảng bé chưa? Thay cho việc mảng bé tôi đặt lên 100%. Nhưng cái này phải phù hợp với giá trị là ảnh và nền có tương phản mạnh không? Chứ 100% thì giống như cô gái vừa rồi đã bị nấn vào cái tay đấy, các bạn nhìn không ạ? Thì chúng ta lại phải xử lý qua rất nhiều công đoạn. Nhìn này, một phát chọn miếng to nhá, để cần chủ đề. Nhìn này, bạn thấy chọn được cả miếng này dưới chưa? Giữ shift chọn này, giữ shift chọn đây, xong. Chỉ việc làm gì? Bật cái khóa lên và xóa bằng nút đen là tè, bạn thấy thủng chưa? Tôi đã cắt được hình này và tất nhiên tôi sẽ đặt một gói OMO vào. Một cái gói OMO là OMO hoa cúc, quảng cáo cho sản phẩm hoa cúc, được chưa? Hoặc các bạn nhớ một điều rằng cách đây khoảng 5 đến 7 năm trước đây thì người ta có một loại đó là kem đánh răng hoa cúc, cắt hình hoa cúc cho vào. Ví dụ kem đánh răng quả táo cho vào, bởi vì sao? Người Việt Nam thích là nước dâu phải là quả dâu, nước táo phải là quả táo, đúng không? Chứ nước dâu mà cho quả táo thì chắc chắn nó chửi chết. Đấy, thì người Việt Nam rất thực, bạn làm cái gì phải dùng hàng ngày. Trừ trường hợp bạn làm một cái phong cách, ví dụ biến nó trở thành ảnh vẽ cũng hay, cũng đẹp, nhưng nó chỉ đẹp trong mắt của mấy ông mỹ thuật thôi. Còn riêng ngoài mấy ông mỹ thuật thì người ta không có thích. Hiểu cái này chưa? Nên đôi lúc mình phải nhìn từ cách nhìn đó là của người về thị trường, cách nhìn của những người mà tiêu dùng sản phẩm của mình thì nó mới là chuẩn. Nên chính vậy, cái đấy là cái phải đi học, chứ không ai nói cho bạn điều đấy cả, đúng không? Rồi, tiếp theo. Vậy cũng tương tự như vậy, Ctrl O. Nhìn nhá. Chúng ta sẽ có một cái thứ này. Tôi chọn vào mỹ phẩm. Trong phần mỹ phẩm này thì bạn sẽ kéo xuống thì tôi có một cái hình. Đây ạ. Những cái hình này thì đơn giản, đúng không ạ? Đây đây là một trong những cái thương hiệu của dầu gội đầu chẳng hạn. Thì bạn có thể làm cái thao tác như sau, đó là chọn vào cái công cụ Magic Wand. Thì bạn cũng thấy tương phản rất lớn, nhưng bạn chỉ cần tích một cái vào đây thôi thì bạn có thể chọn chuẩn không. Nhưng đôi lúc màu ghi và màu trắng nó bị lớn quá nên bị lấn vượt qua vị trí, nó chiếm lĩnh vào đây, đúng không ạ? Có nhiều người đặt ra câu hỏi thấy vậy thì em nghĩ là cái áp lực nó hơi cao, phải cứ cho thấp hơn tí, có khi nó sẽ chọn tốt hơn. Ok, 60. Cũng tốt hơn thật. Chọn được cái này, bắt đầu bớt cái này đi rồi, thấy thấp tí nữa đi, 20. Và chúng ta tích nặng lần nữa. Thì vô tình là cũng chọn được hết, nhưng lúc này thì xảy ra vấn đề là chọn luôn cả cái bóng. Nghe thấy chưa? Tại vì tôi đang nói về trường hợp nào, tại sao lại dùng Magic Wand và tại sao lại dùng Quick Selection Tool này. Thì lúc này chúng ta đưa lên một cái giải pháp như sau. Tôi sẽ chọn là công cụ đầu tiên của nó chính là Quick Selection Tool, là áp dụng cho những đối tượng bên trong. Bên trong là cái gì? Là cái này. Có phải nằm trong không? Còn không nằm ngoài không? Cầm này, nhìn này, cách dùng này,
chọn vào hình, cầm kéo. Chọn lại cái nắp chưa? Giữ nguyên chuột nhá. Đừng buông chuột ra, kéo xuống tí nữa. À, chọn được cái thân. Rồi, kéo tí nữa. Rồi, chọn được cả rồi. Nhưng mà ở bên trong đã chọn được chưa? Chưa chọn nó à? Cầm tay di chuột qua đây. Chọn hết. Chọn được một cái. Đấy, nhìn lên chưa? Rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ chọn bên này. Kéo đây. Kéo đây. Kéo đây. Rồi, xong. Di qua này, hết. Nhìn anh chưa? Xong chưa? Buông tay đây. Chọn được hết rồi. Và sau khi chọn được hết xong thì bạn chỉ cần làm một thao tác, đó là Ctrl Z. Yên tâm một điều, về để cắt này ra chưa? Rồi, lúc này cắt ra, chúng ta sẽ đưa sang sản phẩm của chúng ta rồi. Sản phẩm của chúng ta đã được đưa sang. Có đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Rồi, tiếp tục. Nhìn nhá. Sau khi đưa sang, chúng ta xảy ra một vấn đề như sau. Đó là nền của chúng ta, cái hình của chúng ta nó bị răng cưa và nó bị lộ một chút xíu màu trắng ra. Bởi vì đây là một trong những khuyết điểm của tất cả những tên dùng Photoshop. Cắt hình ảnh bao giờ cũng bị trắng ở Việt, bởi vì nó dính cái nền cũ. Có đúng không ạ? Rồi, vậy thì làm cách nào? Đơn giản mà. Thầy ơi, thầy chỉ cần cắt làm sao nó nuôi vào trong tí. Vậy thì nó bị nẹm màu hình. Tất nhiên nó không bị nền trắng, nó bị nẹm màu hình. Ông có làm được điều đó không? Không chứ. Khó mà, đúng không? Thì người ta mới sinh ra một cái trò như sau, nó là cách xử lý cái này. Đúng không? Vậy thì trước khi xử lý đấy thì thầy sẽ quyết định là cho cái này ra một giá trị. Đó là cắt riêng hai ông này ra mà. Tại vì hai ông này dính một mà. Thầy có thể cắt riêng được không ạ? Rồi, cắt riêng bằng cách nào? Chỉ cần quét qua vùng chọn của chính nó. Nhưng quét qua một thằng thôi, đừng quét qua hai thằng. Ấn vào Ctrl X. Ctrl X biết là gì không ạ? Rồi, Ctrl Shift V. Ctrl X là cắt đi và Ctrl Shift V là paste tại vị trí mà đã cắt. Thì bây giờ các bạn có thấy là thành layer mới chưa? Rồi, xong, bắt đầu xử lý nhá. Các bạn có đồng ý với tôi đây là một khung hình không ạ? Cái chai này có phải là khung hình không em? Bây giờ tôi cho một cô gái vào trong, chú vào trong được không ạ? Rồi, ví dụ cho cô gái này. Ctrl A chọn hết, Ctrl C copy và Ctrl V kép tắt đi. Chuột phải chọn vào đây đúng không? Ctrl V. Ctrl An G thì vậy chú vào như này đó. Thì nó có phải là khung hình không? Nó có phải là cái form và bố cục của các bạn không? Vậy thì bố cục của chúng ta cũng vẫn còn một chiều nữa, đó là sử dụng được khung hình của đối tượng làm thiết kế. Có hiểu không ạ? Tôi sẽ sử dụng tất cả những cái khung theo cả thiên về mỹ phẩm như này thì có phải tính nhận diện thương hiệu cao không ạ? Còn loại khung thứ hai nữa là khung bằng chữ, và loại khung thứ ba là khung bằng logo. Em có thấy là chúng ta sẽ lấy cái hình ảnh logo chúng đưa ảnh vào được không ạ? Được đúng không? Rồi, okay, bỏ qua. Vậy thì chúng ta thừa nhận đây là khung rồi nhá. Rồi, tiếp. Làm thế nào để mất được cái nền trắng như chỗ này? Thì bước 1 của các bạn phải dùng công cụ bút y. À, không phải bút y mà chúng ta sẽ nhìn này. Bút y để làm gì? Để chúng ta chỉ vào cái màu này. Màu này để làm gì? Có màu rồi. Thì bây giờ dùng công cụ bút bê tô được không ạ? Bút bê là bút để tô cái màu chỗ này. Nhưng vậy thì tôi chọn đúng cái màu này rồi. Thì tôi tô lên, lập ra một layer mới. Đầu bút hơi to, chỉnh vào đầu bút nhỏ lại. Nhỏ lại tầm này chưa? Nhỏ tí nữa. Rồi, tầm này hợp lý rồi. Bắt đầu nào. Nhìn này. Các bạn có đồng ý tôi tô như này không ạ? Rồi, ngon rồi. Tiếp theo tô như này, tô. Rồi, tiếp theo tô như này. Tại vì đặt trên nền trắng thì chúng ta sẽ ít phát hiện, nhưng mà đây, đến đây thôi. Thì các bạn có đồng ý tôi đã tô xong thì lúc này không bị trắng đâu ạ, nhưng nó bị nem nhem ra ngoài. Vậy thì bây giờ người ta mới thực hiện chiêu thức là cho cái ảnh trên chui vào ảnh dưới, thì có phải là vùng giao nhau mình nhìn thấy không ạ? Giao nhau có phải là chính là cái khung hình về sản phẩm vừa rồi không ạ? Vậy thì cái thần nem nhem sẽ biến mất. Nhìn này, Ctrl An G là cho chui vào, hay chuột phải chọn vào clipping mask cũng là cho chui vào. Có nhìn thấy chỗ này mất trắng chưa? Hiểu cái này chưa đã? Ok, Ctrl D lại. Để làm với những giá trị đường thẳng như thế này thì tôi có khuyên bạn một chiêu thức như sau. Đó là bạn lập ra một layer mới giúp tôi. Nhưng mà như này, B tích vào đây một điểm. Nhìn một điểm chưa? Giữ shift nhá. Chọn vào đây. À, đỡ phải cầm tay kéo thì bị lăn ra ngoài không chuẩn đâu.
tôi sẽ giữ shift tích một phát là tích một phát theo đường thẳng luôn, theo đường tôi đã chọn. Hiểu cách này chưa đã? Rồi, sau khi làm xong bạn chỉ cần chọn vào Ctrl Alt G, nhưng trước khi làm dưới thì phải làm nốt bên này cái đã. Hiểu không ạ? Nào, chui vào đây, tô cái này được không ạ? Rồi, tích vào đêm điểm, giữ shift tích vào đây. Kéo đây. Rồi, tích vào đêm điểm. Giữ shift. Và việc của chúng ta là bây giờ làm gì? Ctrl Alt G cho chui vào. Nhìn này không ạ? Xong, đã xong rồi đấy. Và sau khi xong xong thì các bạn nhớ một điều rằng tôi sẽ chọn đối tượng layer trên cộng với ảnh phía dưới và chúng ta thực hiện chiêu thức đó là Ctrl E là ép nó thành một. Điểm gì? Để bây giờ trở thành một rồi. Hiểu không ạ? Vậy bên này có sử dụng tương tự như vậy không ạ? Rồi, bắt đầu làm nhá. Đây là vấn đề về xử lý khi mà ánh sáng và đối tượng của chúng ta vật thể nào. Sau này chúng ta có tiền, có kinh phí, chúng ta mang máy ảnh chúng ta chụp, đặt gần nọ hoa, đặt gần cái bàn, đặt gần cái nơ, đặt gần quyển sách, tạp chí các kiểu. Chúng ta sắp đặt cho nó rất là đẹp. Nhưng mỗi tội là chúng ta không có tiền thì sao? Thì chắc chắn phải tự chụp và tự ghép. Và cái tự chụp, tự ghép đấy tất nhiên không mất tiền nhưng lại mất sức. Có thấy mất sức không? Mất sức? Mất gì nữa? Đây, vậy thì đây là một trong những cái cách xử lý này. Tất cả những cái sản phẩm liên quan đến về thời trang, mỹ phẩm, thường thường người ta dùng chiêu thức đổ bóng. Đây là chiêu thức được lạm dụng trên thị trường. Tôi đang nói là gọi là lạm dụng bởi vì khách hàng nó vẫn thích cái kiểu đó. Ok, Ctrl G. Các bạn nhớ nhá, tôi sẽ ấn vào Ctrl G. Thì có phải là tôi sẽ có được hai cái này không ạ? Sau khi có hai xong tôi ấn vào Ctrl T và kéo xuống. Tôi có bóng đổ của đối tượng. Các bạn đồng ý bóng đổ của đối tượng không ạ? Lúc này các bạn chỉ cần dùng một thao tác thôi nhá. Ctrl T kéo xuống từ trên này. M, bạn quét qua vùng phía dưới. Dùng công cụ Shift F5 à Shift F6. Tôi đặt là khoảng 100. 100 là độ làm mềm vùng chọn bằng 100. Vậy nếu tôi ấn xóa thì có phải cái bóng của tôi nó sẽ đỉnh nhảy không? Nó chìm mềm lên, xóa thêm lần thứ hai thì nó sẽ chìm mềm lên và Ctrl D. Bạn có nhìn thấy cái bóng chưa? Bóng nhảy vẫn động quá, ấn số 5. Opacity 50%. Thế là tôi xử lý được cái bóng đổ rất là chuyên nghiệp. Tiếp theo, cái hình thứ hai chuột phải chọn ở đây. Ctrl G lần thứ hai thì có phải có hai cái này không ạ? G qua cho bạn xem. Lúc này tôi thực hiện chiêu thức là Ctrl T và kéo từ trên xuống dưới. Và lúc này các bạn xảy ra vấn đề là cái này nữa chỉ áp dụng cho thằng thẳng này thôi, còn cong này gặp vấn đề. Nó có phải thật không? Thì trong cái công cụ Photoshop người ta lại tiếp tục một giá trị nữa là nó sẽ làm cho thật hơn bằng Ctrl T. Ctrl T của chúng ta gì? Chúng ta chỉ cần bẻ cong này xuống là được thế. Nó vòng như này không? Thì ấn một warp. Trong Ctrl T của chúng ta có warp để chúng ta bẻ cong vật thể và đối tượng. Tôi tích vào đây một cái. Có nhìn thấy cái này chưa? Thì trong này sổ xuống. Chúng ta chọn vào đây. Cái này bạn nhìn thấy nó chỉ cong trên cong dưới đó, mà không phải là bẻ ngang hay nhảy. Thì các bạn tích vào đây một cái thì nó sẽ là sao? Nhìn thấy nó vòng lên trên chưa? Vậy tôi có thể được quyền là cầm này vòng dưới. Nhìn vòng dưới chưa? Và cái này đường cong này nó sẽ phù hợp với đường cong ở trên rồi. Thì tôi rất lại cầm đối tượng này đẩy lên, cho cái này xuống dưới một đối tượng. Có thấy xuống dưới chưa? Đấy nhá. Sau khi làm xong chúng ta sẽ dùng chiêu thức là M lại quét qua Shift F gì? 6. Đặt 100. Xóa được không? Xóa lần thứ hai được không? Và lúc này chúng ta ấn số 50, chúng ta đã có bóng đổ của đối tượng tiếp theo. Thế này không ạ? Vậy thì cái hình này của tôi chọn 1 này, giữ shift chọn 2. Các bạn có thấy tôi có hai cái này không ạ? Tôi có thể đặt như này được không ạ? Cho lên trên tất cả. Có những người đặt ngang, có những người đặt trước, có những người đặt sau. Đấy, tùy các bạn sắp xếp làm sao cho nó phù hợp. Đấy nha, xong chưa? Tiếp theo, nguyên tắc của cái việc tất cả những cái vật thể đè trên một đối tượng nền thì bao giờ phía dưới bao giờ cũng có một lớp bóng, gọi là bóng của vật thể. Và phần thứ hai, ở dưới bao giờ cũng đậm hơn. Ví dụ bạn đặt tay lên một cái bàn phím chẳng hạn, đặt tay này thì cái khe chúng ta rất là đậm. Thì chỗ này chúng ta cần phải xử lý thêm một cái lớp đậm nữa đây. Có nghĩa là khi cắt vật thể sang thì phải xử lý tiếp. Nhìn này, chúng ta sẽ dùng công cụ M quét qua đây. Nhìn này, có cái đây chưa? Shift F mấy?
9 và 6, bóng thì phải đậm. Tôi sẽ chọn là 20, bởi vì cái tỷ lệ vùng chọn của tôi không có to. Có đúng không ạ? Enter. Thấy chưa? Vẫn bị mất này. Làm lại, ăn căn xét lại. Shift F6, đặt cho tôi 10 xuống. À, hợp lý. 20 chắc gì đã được, đúng không ạ? Vậy thì bóng có phải là vật thể không? Là vật thể, nên chắc chắn là phải tạo ra một lấy mới. Tạo lấy mới rồi, chúng ta sẽ chọn một cái màu đậm. An đen. Nhớ không ạ? Rồi, về, chuyển từ đây. Các bạn có nhìn thấy cái bóng này của tôi không ạ? Và cái bóng này muốn nhuyễn vào tất cả các loại nền khác nhau thì bạn phải dùng một chiêu thức nào hòa trộn cho nó bằng multi. Multi là giá trị làm đậm màu và cộng với lớp ảnh dưới làm cho đậm màu hơn. Gọi là lọc trắng nhưng mà cộng với lớp ảnh dưới làm cho đậm màu. Thì bạn nhìn thấy như này chưa? Đặt vị trí nào nó cũng rất là hợp lý. Rồi, chờ kéo lên tí. Cái này tôi sẽ cho xuống dưới layer control hoặc vùng tay trái. Bạn có nhìn thấy bóng này của tôi đậm không ạ? Cái này nếu đậm quá tôi ấn vào số 50%, 80%. Kéo sang bên này, giữ phím man, copy sang bên này luôn. Cho lên trên. Control T. Đẩy vào trong nó, bởi vì hai cái bóng nó hơi khác nhau. Nhảy được không ạ? Enter. Lúc này bạn sẽ thấy là sản phẩm tôi đặt trên nền rất là chắc chắn. Nhìn không ạ? Tiếp theo. Lúc này làm thế nào để có ánh sáng, ví dụ ánh sáng chiếu từ trái qua vào và đập vào đây thì bóng đổ sẽ ngược sang bên này và tương tự như vậy, cái này đập sang bên này sang bên này. Thì làm cách nào bây giờ? Thì các bạn nhìn này, cách xử lý bóng này. Để muốn thực hiện bóng đổ của đối tượng là khi ánh sáng chính chiếu vào thì bóng đổ gập xuống dưới, giống như người em muốn ghép trên một nền cỏ thì phải để ý ánh sáng chiếu ở đâu. Lúc này chúng ta giữ phím Ctrl quay trở lại đối tượng. Nhìn này chưa? Lập ra một layer mới và chúng ta đổ một cái màu đó là anden. Các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này bóng của tôi không ạ? Và cái này muốn trở thành bóng đổ thì bạn sẽ ấn vào Ctrl T, giữ Ctrl kéo vào đây chẳng hạn. Các bạn có nhìn thấy là bóng đổ không? Nhìn chưa? Ctrl T và giữ Ctrl thì bóng nó sẽ là bóng đổ xuống được. Và lúc này chúng ta sẽ chọn là nó là đằng sau. Thì tôi ấn vào Ctrl hoặc vuông bên tay trái. Nhìn thấy bóng đổ chưa? Để nhuyễn các loại nền khác nhau tôi chọn là multi. Và tất nhiên đặt vào giá trị 50%. 50% chưa? Tiếp theo, bóng đổ này có nhòe không? Vậy đi dùng qua filter, chọn vào blur, chọn vào Gaussian blur là cách làm nhòe. Giống như bóng ấy, ấn vào đây cái thì cái này nó tự nhòe, nhìn thấy nhòe chưa? Nhìn này. Nhìn nhòe chưa? À, giống thật rồi. Bóng ở gần thì là đậm, nhưng bóng ở xa thì lại phải mờ. Vậy thì làm thế nào? Này dùng công cụ M này quét vào vị trí này. Quét vào một tí thôi nhá. Nhìn lên chỗ này dính một tí chưa? Shift F6. Tôi sẽ đặt cho nó giá trị là 100. Xóa nhá. Xóa nhá. Căn chân đề. Các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng tôi sẽ chuyên nghiệp hơn rồi. Nhìn lên chưa? Có được một cái bóng này xong, các bạn giữ phím man đẩy sang bên tay phải của chúng ta. Bóng này hơi to, căn chuẩn tệ, thu nhỏ lại. Các bạn nhìn chưa? Và lúc này chúng ta sẽ xử lý được cái phần bóng của chúng ta. Hiểu cái cách làm chưa? Tiếp tục. Để muốn cho nó đẹp hơn và yêu hơn một tí, chúng ta dùng công cụ M, quét vào vùng chọn. Mọi người nhìn này ạ. Sau khi đã có cái này xong, bạn hãy lập lên một layer mới giúp tôi. Trò này chắc chắn thì các bạn sẽ biết là nhìn này. Ctrl, Ctrl đen là đổ màu trắng ở phía trên. Có đúng không ạ? Lúc này thay việc đấy tôi vẽ vùng chọn này nhỏ hơn. Này vẽ vùng chọn nhỏ hơn nữa. Đập vào đây, nhỏ hơn nha, nhớ phải nhỏ hơn này. Có thấy nhỏ hơn không ạ? Nếu thầy dùng cái chiêu thức là cũng vẫn trên cái nền đấy mà thầy xóa nhanh thì các bạn có thấy nó thô không? Nhưng thay cho việc mà xóa luôn, thầy sẽ dùng công cụ Shift F6 là làm mềm vùng chọn là 100. Thì có phải là xóa trong vùng chọn không ạ? Nhưng vùng chọn đấy có phải lan tỏa không ạ? Xóa nhìn này. Các bạn có nhìn này cái hình này của tôi không ạ? Xóa tiếp lần thứ hai, Ctrl D.
Thì đây là chính là những cái giải pháp để cho khiến cái sản phẩm nó đẹp hơn thôi. Cần tiền tệ thu nhỏ lại như này chưa. Sau đó lại làm thêm một cái hình tròn nữa, ví dụ tôi vẽ một hình tròn con cho này chẳng hạn. Lập thêm một layer mới, tôi đổ một cái màu trắng bằng lệnh là canh đen. Sau đó lại dùng công cụ M lại bên trong lại vẽ nhỏ hơn. Shift F6 không đặt là 100 được, 50 thôi, thử xem. Xóa được không? Xóa nha. Em nhìn thấy anh chưa? À, có bóng bóng. Tôi có một bóng bóng rồi thì tôi giữ phím An, tôi copy được bóng bóng số 2 và Ctrl T thu nhỏ lại, đây là bóng nhỏ hơn. Nhìn này bạn. Thì cái vấn đề cuối cùng của chúng ta là làm để đẹp mà. Đúng không ạ? Thì chúng ta phải trang trí làm sao cho nó ổn mà. Hiểu cách này chưa? Ok, tạm dừng giải nào đã. Thì đấy, sau khi mà các bạn đã biết về cái cách thức mà chúng ta sẽ cắt bằng cái Quick Selection Tool và Magic Wand thì thầy sẽ giải tiếp cho các bạn đến một cái công cụ nữa. Đó là công cụ về Crop. Các bạn ghi đi công cụ Crop như sau. Nó gồm có 4 các công cụ, 1, 2, 3 và 4. Công cụ Crop số 1 là dành cho việc cắt ảnh. Cắt ảnh thì làm gì? Để cái file thiết kế của chúng ta nhẹ hơn. Nếu mà file ảnh của chúng ta chỉ dùng một cái ảnh trong khu vực đó thôi thì bạn nên crop riêng ra. Ví dụ tôi muốn dùng một con mắt nhảy, tôi kéo vào đây, nhấn quét qua chưa? Và tất nhiên là ấn Enter thì khác ạ. Nó rất đậm cho chúng ta. Còn loại thứ hai, công cụ crop của chúng ta nó có là cắt hình theo tỷ lệ bằng cách nhập ratio. Các bạn nhìn thấy rồi đúng không? Giống vùng chọn. Tôi sẽ ấn ở đây là số 2, ở chỗ này là tôi sẽ ấn số 3. Thì yên tâm một điều rằng luôn luôn là phải theo tỷ lệ là 60-90-23. Ấn ở đây, tự khắc chúng ta sẽ crop lại. Tiếp theo, ở đây có một cái crop theo hình của vật thể, để cho cái hình vật thể luôn luôn song song với cái màn hình của chúng ta. Đây là song song này, cạnh trên và cạnh dưới này. Thì tôi có một giải pháp như sau là cách cắt hình song song. Để chúng ta chọn vào thư viện này, chúng ta chọn vào C. Chúng ta sẽ chọn đến một cái hình. Các bạn nhìn chưa? Và làm nào để cái ô tô này có thể song song màn hình thì bạn nhìn này, tôi sẽ ấn vào Ctrl R cho các bạn xem trước. Và Ctrl R chính là bật kích thước lưới lên. Và chúng ta cầm cái thước lưới đó kéo xuống đây. Thì các bạn có thấy là cái tỷ lệ từ đây đến đây nó bị vênh không ạ? Làm nào để song song với cái này thì tôi sẽ làm cho bạn xem. À, nhìn này, trong công cụ C của chúng ta nó có tính năng là cái này, tôi sẽ gõ vào đây là bằng 0, tôi đi xóa đi nhá. Nhìn này, các bạn nhìn này chưa? Đây thì tính năng là cắt ảnh nhưng mà theo tỷ lệ song song, các bạn vẫn cầm điểm này, bạn kéo theo đúng đường song song của vật thể. Thì nhìn nào, và sau khi kéo xong nó tự xoay chúng ta. Và sau khi tự xoay xong thì em chỉ cần ấn vào Enter là câu chuyện của chúng ta đã cắt được cái hình này song song cũng có thể rồi đấy. R như này đó nha. Thì đấy là cái cách thức mà chúng ta sẽ cắt hình song song. Tiếp theo, công cụ thứ hai là công cụ C số 2. Hồi xưa nó được mang tên là K nhưng sau khi lên thành phố nó là C đây. Nhìn không ạ? Hồi xưa là K còn bây giờ là C. Công cụ C này nó có tính năng đó là cắt hay là lấy lại định dạng theo hình đường chéo. Lấy lại hình dạng theo dạng đường chéo. Cái này không được áp dụng cho mặt. Không biết được các bạn như nào, nhưng mà nếu mà bạn chụp một cái tấm ảnh qua một tấm gương hoặc tấm kính thì bạn yên tâm là bạn giơ máy ảnh lên chụp thì bao giờ nó bị hất sáng ngược lại hoặc là bị bóng. Thì có cách nào không? Thì chúng ta sẽ đứng này, chúng ta chụp phải từ trên dưới thì có phải nó sẽ bị khúc xạ thế này không ạ? Thì nó không bị phản sáng nữa. Nhưng làm nào để lấy được thì đây tôi cho bạn xem. Ctrl O, tôi chọn một biểu tượng thư viện này, tôi chọn vào Y. Chúng ta sẽ có một cái bài khá là thú vị. Nhìn này nhá, cái này có bị xiên không? Tôi phải làm nào để lấy được lại cái chi tiết của cái ảnh này thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần quét này. Nhìn này, sau khi quét xong hãy cầm đầu điểm chốt đó nối vị trí,
nối ở vị trí cần thiết. Đúng không ạ? Và bây giờ sau khi làm xong bạn chỉ cần gõ enter thôi thì câu chuyện của chúng ta là cái ảnh sẽ được thẩm tưng lên nha. Và tất nhiên là nó sẽ đem lại cho các bạn một cái ảnh nó chính diện để chúng ta có thể chép hoặc để sao chép gì đấy tùy các bạn. Chứ nó không bị xiên theo một góc nữa. Nhưng cái này không áp dụng cho mặt được, bởi vì mặt nằm dưới cái chuyện là nghiêng này xoay thành thẳng. Hiểu cái này không ạ? Những ảnh thì có thể làm được. Đấy, đấy là những cái việc mà các bạn cắt những ô cửa sổ, cái xếp các thứ là đều có thể được hết. Ảnh chúng ta bị méo. Đã ra đi scan chứng minh thư chưa? Scan đấy. Chúng ta tại vì chúng nó hay đặt một cái máy đèn đây quyển sách, cái lúc nó bị vênh. Nó bị vênh một tí thì làm nào để lấy lại đúng định dạng thì dùng công cụ này là chắc chắn lấy lại định dạng được. Em chụp chắc chắn chuẩn luôn nhá. À, ví dụ như là tôi sẽ có một cái ảnh như này. À, coi như là tôi đã bị một cái vấn đề là tôi chụp nén thì là tôi nó bị vắt chéo như này. Đây là cái ảnh bị méo. Vậy thì với công cụ C mà chúng ta vừa vẽ xong, chúng ta chỉ cầm điểm này, chúng ta cầm vào đây. Và tất nhiên sau khi làm xong bạn ấn enter thì nó tự xé ra. Nhưng xé ra nó hay bị khuyết điểm, nó bị béo như này thì ấn vào Ctrl T và thu hẹp lại. Là câu chuyện của chúng ta đã xong. Công cụ crop đây là công cụ tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ học đến công cụ C số 3. Nhìn C số 3 nha. Công cụ C số 3 này sinh ra dành cho dân lập trình là chủ yếu, bởi vì nó dành cho việc cắt ảnh. Các bạn ghi C số 3 dành cho việc cắt ảnh. Ở cái phần C này thì các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ chọn vào C số 3 này như này. À, đầu tiên là cắt tự do bằng cách là bạn khoanh qua vùng vị trí nào thì bạn sẽ tự cắt. Nhìn đúng không ạ? Giống như phần footer, phần header các kiểu phía trên chẳng hạn nó cắt này. Và sau khi xuất ra như này thì chúng ta sẽ xuất cái ảnh này ra một cái file gồm có những ảnh bé bé. Có nghĩa là bạn muốn xuất một cái ảnh nào đó đưa cho khách hàng thì bạn có thể quét qua vị trí đấy, bạn xuất ra. Thì xuất bằng cách nào? Chúng chọn là file. Và nó sẽ chọn vào bộ export và chọn vào save for web. Ctrl Shift Alt là xếp thành website. Để làm gì? Một là đẩy lên mạng. Hai là bạn sẽ gửi cái file ảnh cho khách hàng, nhưng file ảnh này không có dùng được. Đây ạ. Và tất nhiên ở đây là đuôi JPG. Chất lượng ảnh là 60%. Kéo xuống dưới nữa thì nó đọc được số mê của các bạn. Đây là phần cực kỳ quan trọng cho việc mà bạn xuất một tấm ảnh và tấm ảnh có được up lên web hay không, bởi vì nó tính theo dung lượng. Dung lượng nặng quá thì người ta cũng không chấp nhận được. Hãy làm đúng theo ta. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ xếp ra. Nhìn này các bạn xem này, nó sẽ yêu cầu hỏi ra một cái bảng. Thứ nhất là tên. Và phần thứ hai là cái file của bạn là file ảnh. Còn nếu mà bạn xuất ra phía trên là tên và phía dưới là có cả HTML. HTML là giống như chúng ta bật trang web ấy, nó sẽ ra cái này. Nhìn không? Tôi xuất để ra màn hình cho bạn xem nhá. Đây. Các bạn nhìn đây giống như file của website không ạ? Còn đây là file mà cái image của chúng ta vừa rồi ấy. Thì tích trong đây yên tâm một điều rằng nó sẽ ra những cái ảnh con cho các bạn. Nhìn này con. Nhưng khi tôi up lên mạng thì tôi chỉ up cái này thôi. Nhưng nó phải cần một cái đường link của cái này lên thì cảm giác chuột phải nhá. Cảm giác giống như là một cái ảnh người ta download về thì không download hết mà download từng cái ảnh thôi. Về đến một ghép sẽ cực kỳ vất vả khi mình làm này. Khách hàng sẽ nếu mà muốn lấy thì khó. Đây các bạn nhìn nhá. Tôi sẽ bật cái này cho các bạn. Đấy, nhìn theo tôi chưa? Ngon rồi. Đây bản thiết kế của em không? Tôi tìm về thôi, in thôi. Nhưng rất là đáng tiếc là không in được. Chuột phải nhìn này. Em chuột phải ở đây nhá. Em có lưu hình lại hình ảnh không ạ? Thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ đánh một cái tên khác cho ra ngoài màn hình cho các bạn để dễ nhìn đúng không ạ? Đấy, nhìn nhá, đánh một cái tên này. Kaka nha. Đuôi JPG xếp lại, được chưa? Xếp lại. Rồi, download rồi. Thì bạn cửa sổ D ra ngoài bạn có nhìn thấy chữ Kaka thôi.
tưởng rằng là được cả cái ảnh nhưng tôi nghĩ rằng là tôi chỉ được một cái thôi. Đấy, các bạn làm cho khách hàng xong bạn up lên mạng nhưng mà con ấy được đâu, lấy một cái ảnh. Mà nếu tôi cắt thành 1.000 cái ảnh thì công cuộc lấy ảnh của tôi cực kỳ là khủng khiếp đấy. Bạn hiểu cái vấn đề chưa? Nên là làm người thiết kế, người ta ngoài giá trị về viết thiết kế tốt thì người ta còn là một người có rất nhiều quy cách để khiến cho người ta trong vùng an toàn. Hiểu cái này không ạ? Có rất nhiều người cứ bảo làm đi xong rồi gửi xong rồi biến mất, mất tâm tích, không sủi tâm gì cả. Đấy thì cái công cụ C nó khiến cho chúng ta sẽ cắt được nhiều cái đỉnh hơn. Hiểu theo? Nhìn này chưa? Hiểu cái này rồi không ạ? Ăn cắn rất là. Còn cách cắt thứ hai đó là cắt theo hệ thống lưới. Cũng là công cụ C này, cắt theo hệ thống lưới nghĩa rằng các bạn phải tạo ra các điểm đường gióng. Tôi muốn cắt cái này thành 3-4 cái ảnh. 1 này, 2, 3, 4 này. Nhìn là cắt được rồi nhá. Thì ngoài cái công cụ C này nó có một cái gọi là sai phong bui như này. Bạn tích vào đây một cái thì tự khắc nó sẽ cắt ra thành ảnh theo cái đường lưới của em. Hiểu ai chưa? Bởi vì cái này là phần header, phần này là phần banner, phần này là phần nội dung của trang web. Hiểu cái này không ạ? Thì nó sẽ rất là dễ dàng. Và tất nhiên là xuất ra thì nó sẽ ra từng miếng một cho em được nha. Nhưng cái này cắt cực kỳ đường thẳng. Ok, ăn cần thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái này nữa là công cụ C cuối cùng. Nhìn C cuối cùng nhá. Hai công cụ này khá là phụ. Chia sẻ cho mọi người biết là khá là phụ. Bởi vì dùng nhiều không dùng nhiều, chỉ dành nhân dân lập chính thôi. Nhưng mà bạn nên biết C cuối cùng là công cụ vẫn là cắt nhưng có tính năng là biến hai miếng cắt trở thành một miếng, gọi là cộng và trừ vùng được. Ví dụ thầy sẽ chơi cho là thầy sẽ kéo cái này xuống, thầy sẽ kéo cái này xuống thì đồng ý là có một miếng, hai miếng, ba miếng, bốn miếng không ạ? Tôi cắt này. Nhưng bây giờ tôi muốn nối cái miếng này, điều chỉnh kích thước của nó thì tôi sẽ chọn vào C số 4, tích vào đây một cái. Bạn có nhìn thấy đầu điểm chốt của nó không ạ? Có thể to nhỏ được không ạ? Hiểu cái này chưa? Điều chỉnh miếng cắt. Nhưng cái này có một cái hay là giữ ship, bạn tích vào đây một cái, bạn chọn là hai miếng không ạ? Nhìn này chưa? Thì chúng ta nối bằng cách là chuột phải vào biểu tượng nó có. Có nghĩa là khi bạn tích vào đây thì hai cái miếng này trở thành một ảnh thôi, chứ không phải hai ảnh nữa. Đấy nhá. Trở thành một ảnh chưa? Có một ảnh, hai ảnh, ba ảnh nữa. Chiều cái này nhận là nối giữa hai cái vùng chọn vừa rồi vừa tôi cắt này ấy, trở thành một vùng thôi. Tiếp theo, nếu bạn chuột phải vào cái đối tượng mà chúng ta muốn chỉnh thì ở đây nó có một cái biểu tượng đó là cách chia một ảnh thành 1.000 cái. Có nghĩa là khi bạn tích vào đây một cái thì ở đây nó sẽ có cột tầm ngang, cột tầm dọc cho các bạn. Bạn chỉ việc tăng cái này lên này. Em thấy nhiều ảnh chưa? Và tất nhiên là ấn vào đây 5 chuột nữa thì bạn sẽ chia đôi như này đúng không? Vậy thì các bạn có đồng ý tôi là sau khi làm xong mà bạn xếp cái file này thành một cái website, bạn up lên mạng thì vẫn chạy bình thường nhưng mà download về chắc chắn là một điểm này ngồi như kiểu đuổi mất mất chữ đấy. Xếp mà lưu được cái ảnh này, tôi xếp thành một cái ảnh thì chắc chắn nó cũng phải học mặt ra. Hiểu cái này chưa? Hồi xưa với công nghệ đời thấp thì người ta sẽ dùng nhảy, còn với công nghệ đời cao thì chúng ta sẽ chơi chọn là chụp màn hình, giữ an à, giữ fn và chụp pin gen là chụp màn hình, sau tôi paste thẳng trực tiếp cho Zalo để cho khách hàng người ta duyệt xong rồi thì bắt đầu tôi bảo là chuyển tiền thì bắt đầu tôi mới chuyển file. Mà chụp qua Zalo thì yên tâm một điều rằng là nó có cả giao diện của Photoshop, thậm chí là đặt thêm cái miếng layer để nuôi vào đây một tí để tôi cho bạn biết là cực kỳ vất vả. Khi mà phục chế mà lấy được một cái ảnh của tôi chắc là phải khủng khiếp lắm. Nên các bạn nhớ một điều rằng là khi mình làm thiết kế mình phải luôn luôn có nguyên tắc nha. Và chúng ta phải xác định rằng chúng ta là người có khả năng. Không có trường hợp nào ai không có khả năng, chỉ trừ trường hợp có người thôi. Ông người thì có khả năng người, đúng không? Còn nếu bạn mà chăm chỉ cho tôi tất cả như này thì sau này chúng ta làm thiết kế chắc chắn là ok. Và phần thứ hai, cần cù chịu khó. Và thứ ba là phải có nguyên tắc, giống như là đóng gói, đóng bản quyền các kiểu để làm sao cho khách hàng không lấy được cái mình ra. Nhưng đối với những khách hàng đầu tiên chưa quen biết thôi, còn những khách hàng mà đã quen biết rồi thì bạn hãy dùng cho một thêm tí mềm vào đấy, đừng cứng quá. Đôi lúc cứng quá thì người ta nhìn nhận con người mình nó cái năng mềm nó yếu đi. Tất nhiên là khi mà giao tiếp với nhau đúng không, em cứng quá thì những người ta sẽ không thích, nó phải mềm mại đúng không? Thì lúc ấy chúng ta bảo ok để em giúp anh làm trước được, xong phát ra anh chuyển tiền sau, bởi vì mình biết chất của người ta rồi, hiểu không? Chúng ta chỉ chơi với những người mà đã biết, còn những người mà chưa biết thì phải nguyên tắc, đúng không ạ? Ok, thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các bạn về cái công cụ 1234.
C này. Buổi sau chúng ta sẽ học về hòa trộn và pen. Hết rồi. Được anh chưa? 9 giờ 44 phút rồi. Ngồi giải neo một tí. Hôm nay thầy hơi ho đấy ạ.